Bảo rằng ở tuổi 50 ông Toán mới biết yêu thì e rằng có người không tin. Nhưng rõ ràng mãi đến mùa hè năm nay ông mới cưới vợ lần đầu. Và vợ ông, cô Nguyễn Thị Bắc, tháng 12 này mới tròn 27 tuổi. Nghĩa là giả như ông lập gia đình sớm như người ta thì giờ này con ông chắc phải có đứa lớn hơn cả cô Bắc. Có người đồn ông Toán cưới vợ trẻ là để phản kháng phong trào các bà mê kép nhí đang lên cao tại hải ngoại. Chẳng biết điều ấy có đúng hay không, nhưng quan trọng hơn nữa là phải hỏi ở đâu ra người đàn bà trẻ rảnh rang như vậy cho ông lấy. Đó mới là điều đáng thắc mắc. Thật sự thì thời buổi này cũng chẳng khó khăn gì, văn phòng giới thiệu hôn nhân Việt kiều mọc lên nhan nhản khắp nơi. Ông Toán chỉ việc gửi cho họ vài chục đồng lệ phí kèm theo bức hình nào mà ông cho là ăn ảnh nhất, rồi cẩn thận khai rút tuổi để tránh cho mình con số ngũ tuần mà chính ông luôn luôn ngần ngại mỗi khi phải nhắc tới. Văn phòng dịch vụ sẽ gửi danh sách ứng viên cho ông kèm theo mọi chi tiết về chiều cao, sức nặng, học vấn và sở thích. Thường thì cô nào cũng tự giới thiệu là hiền, ngoan, thành thật, sống nội tâm, yêu mái ấm gia đình, thích đọc sách, nghe nhạc và nấu ăn. Nói chung, toàn là hình ảnh những người vợ lý tưởng mà đàn ông ai cũng muốn lăn xả vào, nhưng chẳng hiểu tại sao vẫn còn độc thân. Ông Toán chỉ việc lựa lấy một cô, rồi thư qua tin lại đôi lần. Ông bay về làm đám cưới và bảo lãnh. Thế là kết thúc một chuyện tình ngàn dặm, đưa ông bước sang một khúc quanh mới của cuộc đời. Đúng ra thì ông Toán chẳng cần phải rút tuổi vẫn có thể lấy được cô Bác như thường, là bởi vì ngày nay trong nước sau mấy chục năm chiến tranh, trai thiếu gái thừa, thậm chí nhiều làng ở vùng quê miền Bắc gần đây đã phải làm sống lại cái tục tảo hôn. Cha mẹ gả con từ tuổi 13 vì sợ lớn lên chút nữa sẽ ế chồng. Ông Toán từ nước ngoài về, cái vị thế đó lớn lắm, lấy ai chả được. Người ta có cần yêu thương gì ông đâu, người ta cần cái vé máy bay để xuất ngoại. Và ông chính là chiếc cầu nổi đưa cô Bắc thoát khỏi ngôi làng nhỏ tối tăm ở ngoại thành Sơn Tây, qua miền đất hứa mà cô mơ ước. Bà Nam, mẹ cô Bắc, dĩ nhiên đời nào lại tin rằng ông Toán chưa có vợ bao giờ. Nhưng không sao, bà chỉ cần biết cái ngày ông đến hỏi con gái bà, ông xuất trình được mảnh giấy chứng nhận còn độc thân là đủ rồi. Còn trước đó, ông có lấy bao nhiêu người cũng mặc kệ ông. Mà chẳng phải riêng bà Nam, cả làng Đông Lộ khi nhìn thấy ông Toán lần đầu tiên oai nghiêm xuất hiện, đều chẳng ai tin là ông còn độc thân đến giờ để chờ con gái bà Nam. Họ ngấp nghé đứng nhìn ông leo lên con dốc nhỏ để bước vào căn nhà mái tranh vách đất bé như cái bát úp của bà Nam và xầm xì với nhau. Nói thế nào ấy chứ, ngần ấy tuổi mà lại bảo là chưa có vợ thì lạ thật. Có đuôi mù sức mẻ gì cho cam, người nom hồng hào thế kia chả nhẽ là ế mãi cho đến bây giờ. Có bà chép miệng than: "Ai, thật chả biết thế nào mà lường, cứ chê mãi cái bác nhà nghèo chả có ma nào thèm rước. Bây giờ thì một bước lên quan, nay mai xuất cảnh ra nước ngoài, oai phải biết, y như chuyện phường chèo con bé bán than lấy hoàng tử." Bác đứng ở trong nhà nhìn ra, vừa mừng vừa ngượng, đấm thủng thộp mãi vào lưng mẹ, ngúng nguẩy nói: "Thế mẹ định gả con cho anh ấy thật ư?" Bà Nam biết tính con gái hay óng ẹo giống bà hồi còn trẻ nên chỉ cười: "Ô hay, nào mẹ có biết anh ấy là ai, chúng mày quan hệ với nhau, rồi mày dắt anh ấy về đây, bây giờ lại đổ tội cho mẹ là thế nào?" Bác vẫn phụng phịu: "Nhưng anh ấy già quá, người ta cười chết." Bà Nam gạt đi: "Sao con bảo là nó mới ngoài 40, 40 mà già cái gì?" Bác ngồi thụp xuống bên cạnh mẹ,
thò tay nhặt sỏi trong đấu đỗ đen và phân trần. Thì con cũng cứ tưởng như thế, nhưng mà hôm nọ ra xã làm giấy, con mới biết anh ấy 50 rồi mẹ ạ. À, cứ kể tuổi ta thì 51 cơ đấy. Tại anh ấy bảo con là anh ấy mới ngoài 40 nên con mới bằng lòng. Bà Nam không quan tâm đến câu nói của bác, mà bà biết bác cũng không hề quan tâm đến số tuổi của ông Toán. Nàng chỉ giả vờ do dự theo cái lối bắc kỳ em chà mà thôi, chứ thật tình đang gieo vui trong bụng. Ở làng này, cỡ tuổi bác mà chưa có ai rước là kể như sắp ế đến nơi rồi. Gặp một cụ già đón về làm vợ, có khi còn phải chấp nhận, huống chi là ông Toán từ nước ngoài. Bà Nam cắm cúi nhặt đậu, toan tính những chuyện xa xôi hơn. Bác còn đến ba đứa em gái, nàng sang được bên ấy sẽ là đầu cầu mai mối, để rồi theo chiến thuật tầm ăn dâu, dần dần cả lũ con bà đều có chồng ở nước ngoài. Điều này bà thấy không khó lắm, bởi ba đứa em bác đều còn trẻ và đẹp hơn bác. Mai kia một lũ con rể Việt Kiều, mỗi năm một đứa dắt vợ về thăm nhà, còn vinh quang nào lớn hơn cho bà ở tuổi xế bóng. Mà giả như chúng nó lười không chịu về cũng chẳng sao, cứ thỉnh thoảng gửi về một hai chỉ để bà véo ăn dần cũng là thiên đàng hạ giới rồi. Bà sung sướng mường tượng ra niềm hạnh phúc của tương lai, quên cả công việc hèn mọn đang làm là nhặt dạn trong đấu đỗ. Bác phải nhắc lại câu nói một lần nữa, bà mới giật mình quay lại và hỏi: Mày nói gì? Mẹ có nghe ai chê anh Toán già không hả mẹ? Con cứ tưởng anh ấy ngoài 40 nên con mới lấy. Thì nom anh ấy chỉ cỡ tuổi ấy thôi chứ bao nhiêu, đi với mày xứng lắm rồi, ai dám chê. Thực ra thì ông Toán không nói dối. Ông bảo ông mới ngoài 40 là đúng, bởi năm ngoái khi viết lá thư đầu tiên cho bác, ông mới có 49 thật. Bà Nam an ủi con: Ừ thì cứ cho là 50 đi, nhưng 50 mà già cái gì, nó còn kém mẹ đến 2 tuổi cơ mà. Và bà giải thích thêm: Đàn ông người ta không già nhanh như mình, với lại sống ở nước ngoài, ăn trắng mặt trơn, nó trẻ lâu lắm. Mày cứ lo cái thân mày đi đã, không khéo chỉ vài năm rồi mày lại già hơn cả nó cũng chưa biết chừng. Bác ngồi im, trẻ hay già thì thật tình cô cũng chẳng quan tâm. Cô chỉ vờ vịt nói thế cho đỡ ngượng mà thôi. Trong trí cô đang hình dung ra quang cảnh nhộn nhịp của cả xã Đông Lộ, chỉ trong nay mai khi họ truyền nhau rất nhanh bản tin cô sắp xuất ngoại, cô sẽ trở thành một nhân vật sáng ngời mà các cô gái làng phải ngấm ngầm ghen tức. Bà Nam nghiêm nghị dặn: Nhưng mà tao bảo đây nè, chưa cầm giấy xuất cảnh, chưa lên máy bay là chưa đâu vào đâu cả. Đừng có vội mừng mà nhỡ, phải chịu khó chiều chuộng nó. Nó mà dở mặt, nó bỏ thì trắng mắt ra. Bà Nam lo xa quá nên mới nghĩ như vậy. Chứ ông Toán không phải là loại Việt Kiều hồi hộp, mang cái hào nhoáng từ hải ngoại về để lừa đồng hương. Hơn thế nữa, ông đã qua cái tuổi chi thiên mệnh, thả mồi bắt bóng làm gì cho thêm phiền. Ông bảo với bác rằng ông lặn lội ra tận đây, tổ chức đám cưới ngay tại làng Đông Lộ là để mọi người biết ông thực tâm muốn xây dựng lâu dài với bác. Bà Nam bảo con gái: Mày làm thế nào thì làm, đời người chỉ có một lần, đừng để người ta chê cười. Miếng ăn chẳng đáng bao nhiêu, nhưng mà mời người này bỏ người kia rồi, điều ong tiếng ve, đến chết người ta cũng chưa quên đâu. Mày thì chả nói làm gì, vì mai kia mày theo chồng ra nước ngoài. Nhưng tao với lũ em mày ở lại nè, nghe người ta rủa thì có nước dọn đi làng khác mới khỏi xấu hổ. Bác cũng đồng ý với mẹ. Lấy chồng Việt Kiều mà lại làm đám cưới nhỏ thì chẳng thà ở vậy cho xong, còn mặt mũi nào nhìn mấy con bạn trong làng. Nhưng nàng cũng không quên nhắc mẹ là đừng đòi hỏi quá đáng. Trong thành phố Hồ Chí Minh, nhiều gia đình muốn gả con cho Việt Kiều còn phải đưa tiền cho Việt Kiều đấy mẹ. Bà Nam cũng biết điều đó. Bà còn biết thêm một điều cụ thể nữa là con bà chẳng những xuất thân nghèo hèn, lại đã quá lứa, chỉ 3 năm nữa là đã toan về già rồi. Nhưng bà vẫn có tham vọng, bởi rõ ràng đây là cơ hội trời cho.
Bà giảng: Tao đã bảo rồi, ăn thua là ở mày. Thói đời mồm miệng đỡ chân tay, khéo ăn khéo nói thì khó đến mấy cũng xong. Sau bữa cơm trưa, bác bảo mấy đứa em chèo thuyền đưa ông Toán rong chơi một vòng cho biết làng trên xóm dưới. Nhân tiện ủy ban cũng muốn mời ông ra thăm trụ sở để xin ông giúp đỡ. Bác cần ở nhà một mình để bàn chuyện đám cưới với bà Nam. Nàng hỏi mẹ: Thế mẹ định mời những ai nào? Bà Nam cầm cái quạt nan phủi phành phạch xuống giường, lớp bụi bay tung lên làm bà khẽ nghiêng đầu tránh. Bà ngồi xuống và nhấn mạnh: Mời tất. Bác ngắt lời: Chỗ đâu mà ngồi hả mẹ? Nhà mình đặt 3 mâm cũng đã chật ních rồi. Bà Nam xua tay: Tao tính cả rồi, dựng rạp ở ngoài sân, chứ trong nhà thì nhét vào đâu. Nhà với cửa không bằng cái chuồng lợn nhà người ta. Dọn tất cả ra sân, thuê độ 4 cái đèn mang sông, ông Hòe với bà Tổ, thế nào chả đòi đánh tổ tôm. Bà quăng cái quạt xuống chõng, bấm đốt ngón tay để tính nhẩm: Đây nè, đảng ủy với ủy ban không bỏ ai được. Vị chi là 20 người, 8241 tính ra là mất 5 mâm rồi. Cánh thương binh liệt sĩ, bộ đội phục viên cũng không bỏ ai được. Dạo bố mày chết người ta kéo đến giúp, bây giờ mình phải già. Còn là họ hàng làng nước, láng giềng láng tòi, nửa đêm tối lửa tắt đèn có nhau. Của người phúc ta chả mấy khi có dịp, quanh năm mình chỉ ăn của người ta, bây giờ có dịp giả nợ, tội gì mà không mời cho đông. Bác cười thông cảm: Thế thì mời cả làng ư? Bà Nam không đáp. Trong trí bà vừa chợt hiện ra hình ảnh ông hàng xóm hỗn láo bên kia bờ ao, đã một lần làm bà tức uất phải bỏ dở bữa tiệc đám hỏi ra về. Ông biết thằng Cảnh, con trai ông, và bác có tình ý với nhau gần như công khai, nhưng ông ra mặt ngăn cản chỉ vì ông khinh mẹ con bà nghèo. Giữa bữa cỗ có hàng chục người quen biết, ông nửa tỉnh nửa say nói như mắng vào mặt bà Nam: Giai thời bình quý lắm, con gái nhà nào mà không có của hồi môn á, thì đừng có hòng mà động đến con tôi. Khách trung bàn, nhiều kẻ bất bình nhưng ngại lên tiếng. Vài cặp mắt vô tình nhìn về phía bà Nam, khiến bà tái mặt cúi xuống. Bà cố nuốt trôi miếng thịt lợn luộc, rồi đứng dậy bước vào bếp, vòng ra cửa sau, theo ngõ tắt về nhà. Bác đang sàng gạo ngoài sân, bà gọi vào hiên và gay gắt nói: Tao cấm mày từ nay không được gặp thằng Cảnh nữa, nghe chưa? Cha nào con nấy, mới có một tí của đã lên mặt. Giữa thanh thiên bạch nhật, thằng bố nó dám làm nhục tao trước mặt mọi người. Bác cũng đang giận Cảnh, cho nên chẳng cần phải hỏi thêm nữa. Nàng viết thư cho bà dì ở thành phố Hồ Chí Minh và xin vào ở trọ để học nghề. Mối hận ông hàng xóm giờ này vẫn còn đè nặng trong lòng bà Nam. Đó chính là lý do lớn nhất thúc đẩy bà làm đám cưới con gái thật to và mời cả làng đến dự. Bà còn đòi bác phải xuống tận Hà Nội thuê ban nhạc, nhưng bác bảo không có thì giờ. Im lặng một lúc, bác nói: Con định nhờ cái danh và cái nụ đi phụ dâu cho con, mẹ thấy có được không? Bà Nam nhăn mặt mắng: Sao mà rút thế? Cái danh với cái nụ, đứa nào nó cũng còn trẻ hơn mày cả. Nhất là cái danh, có tiếng là đẹp nhất làng, nhờ nó làm gì? Làm cỗ cho người ta sơi à? Chọn đứa nào xấu xấu thì mình mới nổi bật lên được. Nói dại mày rước về toàn những đứa đẹp hơn mày. Ngộ nhỡ có đứa nào quyến rũ anh ấy thì mày trơ mắt ếch ra mà nhìn hay chưa? Chả biết cái gì cả. Bác gật đầu bái phục sự chu đáo của mẹ. Bà Nam lại tiếp: Cái cúp cái phùng để làm gì mà không nhờ? Bác cười băn khoăn: Một đứa thì mặt dỗ trằn dỗ chịt, một đứa thì vừa béo vừa đen, ai lại rước những của ấy để làm phù dâu bao giờ? Bà Nam nhấn mạnh: Ấy, chính thế tao mới bảo là mày nhờ hai đứa ấy. Chúng nó có xấu thì người ta mới thấy là mày đẹp, nghe chưa?
Bác lặp lại câu hỏi lúc nãy. Mẹ nhất định mời cả làng à? Bà Nam chỉ nghĩ tới ông hàng xóm hỗn láo bên kia bờ ao, cho nên quả quyết đáp: cần mời thì cũng phải mời. Rồi bà thuyết phục bác: tiệc lớn hay tiệc bé thì cũng là làm cho con nở mặt nở mày, chứ có ai vào đây. Con bàn với anh ấy, giải nghĩa cho anh ấy hiểu, tính ra chỉ tốn độ vài lượng vàng thôi. Vài lượng vàng với mẹ con mình thì to, chứ với anh ấy thì muối bỏ bể, ăn thua gì. Bác im lặng không nói gì, vì nàng thấy mẹ mình rất có lý. Nàng miên man hình dung ra một đám cưới cực kỳ vĩ đại mà cả làng từ già tới trẻ sẽ phải trầm trồ ca ngợi, nhất là những người không thân với gia đình bác lắm mà vẫn được mời. Lâu lắm bác mới bảo với mẹ: dễ thì phải thịt đến mấy con lợn mẹ nhỉ, hay là ngả hẳn một con bò? Bà Nam trố mắt kêu lên: ai lại thịt lợn để người ta cười cho à? Đám cưới nhà nghèo kia mới mổ lợn, còn mình chả gì cũng mang tiếng lấy chồng Việt kiều, bày thịt lợn ra thế nào được? Gà, bồ câu, cua bể, nghe chưa? Cứ bấy nhiêu thứ mà làm. Bác băn khoăn: tốn chết, toàn những thứ đắt như thế thì bao nhiêu cho đủ, con sợ anh ấy không bằng lòng đâu. Bà Nam nói: không bằng lòng thì cũng phải bằng lòng, ăn thua là ở con. Nếu chỉ muốn làm bữa tiệc độ vài mâm sơ sài thì sao không làm ngay ở trong ấy, đem nhau ra đây làm gì? Bác ngồi yên ngẫm nghĩ, và tuy miệng than tốn, nhưng thật lòng nàng cũng muốn bữa tiệc cưới của mình phải vượt hẳn những đám cưới thông thường, để mai sau khi nàng đi xa rồi, làng xã sẽ còn nhớ mãi. Mẹ nàng nói đúng, thà cưới ngay ở thành phố Hồ Chí Minh thì đơn giản một chút cũng chả sao. Đã về đến chánh quán, có họ hàng làng nước trăm người trông vào, sập sệ làm sao được. Chỉ có điều nàng ngần ngại là vì không muốn ông Toán nghĩ rằng mẹ con nàng lợi dụng. Mai này về chung sống, ông sẽ khinh nàng. Bác nhớ lại hôm hai người ra Hà Nội, lên thị xã Sơn Tây, rồi thuê xe về quê. Bà Nam dắt hết con cái cùng mấy chục người thân ra đón tận cổng làng, y như quang cảnh một vị tân khoa ngày xưa vinh quy bái tổ. Con đường gập ghềnh len lỏi giữa cánh đồng ngô non bát ngát hai bên đưa ông Toán vào làm rể làng Đông Lộ. Người em họ bà Nam dương cao cái ô đen che nắng cho ông Toán. Ông ngượng ngùng từ khước mãi mà không được. Ông giằng lấy cái ô tự che mà họ vẫn chẳng nghe. Họ muốn dành cho ông cái vinh dự đặc biệt, bởi ông là bậc thượng khách hiếm hoi của làng này, và càng quá hiếm đối với một gia đình cùng đinh như bà Nam. Đi bên ông Toán, bác vừa mừng vừa ngượng. Nàng bước chậm rồi lùi hẳn lại phía sau, nói chuyện với mấy đứa em. Xa gia đình chỉ mới một thời gian ngắn, bác đã thay đổi từ dáng dấp bên ngoài cho đến lời ăn tiếng nói. Lũ em nhìn nàng cảm phục lắm, đứa nào cũng thầm mơ mai sau được ở vào một địa vị tương tự như nàng. Những cô gái làng sắp xỉ tuổi bác đang làm cỏ hai bên cánh đồng, không ai bảo ai, từ từ ngừng tay, súng lại sầm xì bàn tán về bác và người đàn ông lạ mặt vừa theo bác về làng. Họ chưa hiểu chuyện gì sẽ diễn ra, nhưng thấy bà Nam và lũ con hôm nay ăn mặc sạch sẽ thế kia thì chắc hẳn phải là một tin vui. Mấy cây số đi bộ về nhà bác, ông Toán thấy xa thăm thẳm, bởi trẻ con kéo theo ông cứ mỗi lúc một đông hơn, làm ông đỏ mặt vì ngượng. Khổ nhất cho ông là việc xưng hô với bà Nam, khi ông biết rõ bà mẹ, vợ tương lai, chỉ hơn ông có vài tuổi. Khác với đa số Việt kiều, ông không có cái thú khoe khoang, không tô hồng phóng đại về cuộc sống ở nước ngoài, để bắt những đôi mắt ngây thơ, những bộ óc đơn giản ở quê nhà phải bái phục. Thậm chí lúc người ta xúm lại hỏi ông về chức phận của ông tại Canada, thì trước cặp mắt chờ đợi của mọi người, ông chỉ lắc đầu thành thật đáp: thì tôi cũng chỉ đi làm lăng nhăng trong nhà máy thôi. Có người làm như chưa nghe rõ, chố mắt lên hỏi lại:
Thưa, như vậy ông là công nhân xí nghiệp? Ông Toán cười gật đầu. Vâng, tôi là công nhân. Mấy chục người ngồi vây quanh ông Toán trên tấm cót trải dài ngoài hiên, cùng đưa mắt nhìn nhau, tỏ vẻ không tin. Họ cho là ông nói đùa, bởi một người tướng mạo phương phi thế kia, vừa trắng vừa béo, lại ở nước ngoài đến hơn 10 năm, lẽ nào lại chỉ tầm thường như vậy? Riêng bà Nam thì thất vọng ra mặt. Bà tức vì thằng con rể Việt kiều không biết nói phép. Bà không cần biết thật sự ông Toán làm nghề gì tại Canada, nhưng đã về đến đây, được nhân dân chào đón nồng nhiệt như thế này, thì ông có bổn phận phải bốc, phải nổ để làm rạng rỡ cho gia đình bà. Bà cứ tưởng ông con rể của bà ít lắm cũng phải khiêm tốn nhận mình là giám đốc, hóa ra lại chỉ là một công nhân, làm bà không khỏi cảm thấy não nề trước mặt hàng xóm. Bà Nam đưa mắt nhìn bác, nhưng con gái bà thản nhiên như không. Thái độ điềm tĩnh ấy làm bà nảy sinh một nỗi ngờ vực. Phải chăng thằng con rể tương lai của bà sợ mẹ con bà moi tiền, cho nên mới tự hạ giá để nhắc khéo cho bà biết là đừng có hy vọng quá mà ê chề về sau. Thiếu gì Việt kiều thăm nhà đã nói thật về cuộc sống khó khăn ở nước ngoài, nhưng dường như chẳng ai tin. Người ta ngầm hiểu với nhau rằng chỉ có những hạng người keo kiệt, không muốn giúp đỡ thân nhân thì mới nói dối là đời sống ở hải ngoại vất vả. Mà người ta không tin cũng phải, bởi phần lớn người từ hải ngoại về đều nói phét cả. Cho nên đến khi gặp một người nói thật thì cái người nói thật ấy lại bị ngờ là nói dối. Bà Nam là một trong những người đa nghi ấy. Bà bỏ vào bếp và gọi bác. Bác ơi, vào mẹ nhờ cái này tí. Bác đứng dậy, theo thói quen dùng cả hai tay vòng ra phía sau phủi đít quần rồi chạy vào trong. Bà Nam ghé tai hỏi: Anh ấy có bảo với con là anh ấy làm gì ở bên Canada không? Bác lắc đầu: Con chả hỏi, sợ anh ấy bảo là mình tò mò. Bà Nam nhíu mày ưu tư. Người non oa như thế, chả nhẽ lại chỉ làm công nhân xí nghiệp. Bác cười: Mẹ để ý đến thế ấy làm gì? Trước mắt cần tiến hành tổ chức đám cưới đã, từ từ rồi con sẽ hỏi. Bà Nam gật đầu tỉnh ngộ. Thế là cả ngày hôm ấy, hễ bất cứ lúc nào bác có tí thì giờ rảnh rỗi, nghĩa là không phải quấn quýt bên ông Toán, thì hai mẹ con đều dành hết cho việc thu xếp đám cưới. Buổi tối, khi bà mẹ và các em đã đi ngủ hết, bác rủ ông Toán ra hông nhà, ngồi chung trên chiếc võng cói bắc ngang hai cây mít dưới ánh trăng thượng tuần mờ nhạt. Bác đắn đo mãi rồi mới dám kể cho ông nghe tất cả những dự tính của mẹ nàng về tiệc cưới linh đình sẽ tổ chức nay mai. Dĩ nhiên nàng không nhận đó là ý muốn của nàng và đổ hết cho mẹ. Nàng lo lắng, chỉ sợ làm phật ý ông chồng tương lai. Nhưng không ngờ bác nói gì ông Toán cũng dễ dãi gật đầu. Thật tâm ông cũng tiếc tiền lắm, bởi vốn liếng dành dụm chẳng bao nhiêu. Chuyến này về lấy vợ là kẻ như trắng tay. Nhưng ông ở vào cái thế không thể từ chối được. Ông vốn sinh trưởng ở đất Bắc, trong một vùng cằn cỗi tương tự như làng Đông Lộ này. Hơn 10 tuổi di cư vào Nam và bây giờ mới trở lại lần đầu. Trưa nay khi xuống xe ở cổng làng, băng ngang cánh đồng và xuyên qua mấy con lộ nhỏ cùng bác về nhà, lòng ông đã dâng ngập lên mối cảm xúc vì cảnh nghèo diễn ra trước mắt. Bước vào sân nhà bác, ông càng giật mình sửng sốt hơn, vì không ngờ gian sơn của 7-8 mẹ con nhà bà Nam chỉ thu gọn trong một căn nhà mái tranh vách đất trên một diện tích quá chật chội. Giọng bác thì thầm bên tai ông: Nhà em nghèo lắm, anh đừng cười nhé. Ông muốn cười cũng không cười nổi, bởi lòng ông đang miên man xúc động. Hàng xóm đến chào đón, ngồi vây quanh ông ngoài hiên, ai cũng như ai, nước da đen sạm, áo quần bạc phếch. Ông không thể hình dung nổi, đối với những đồng bào chất phác như thế mà có những Việt kiều từ nước ngoài về
cứ hoang hoang, phét lác và thậm chí còn lừa gạt họ nữa. Ông biết rõ có thằng Việt Kiều về làng phát tiền cho người thân toàn bằng Mỹ Kim, những tờ giấy 5-10 đồng mà họ hết sức trầm trồ vì cả đời chưa cầm được trong tay. Nhưng khi họ ra thị xã, đến ngân hàng xin đổi thì bị bắt vì toàn là tiền giả. Ông không thể làm như vậy được. Ông nhìn bà Năm cầm cái quạt nan phe phẩy bên cạnh. Bà chỉ hơn ông vài tuổi mà non cằn cỗi như một bà lão 70. Bà già đến nỗi ông Toán gọi bằng bác xưng cháu mà mọi người chung quanh không thấy chút gì bất ổn. Bao nhiêu năm ở quá nuôi con, chắc chưa bao giờ bà có được một dịp ngẩn mặt lên nhìn hàng xóm. Cái cơ hội duy nhất có lẽ là đám cưới của bác lấy ông. Thành ra ông có trách nhiệm phải giúp cho bà một lần hãnh diện với dân làng. Ông tế nhị bảo bác: mình là vợ chồng rồi thì tiền của anh cũng là tiền của em. Em muốn tiêu pha gì cứ cho anh biết. Mẹ em đã khổ cả một đời, mình đừng nên tính toán quá tội nghiệp. Bác cảm động, ôm chặt lấy ông và hôn chùn chụt lên má. Nàng bỏ ông ngồi đó, chạy tuột vào nhà báo tin cho mẹ, rồi lại chạy ra và leo lên với ông. Ông Toán nằm ngửa, bác nằm nghiêng, quàng một bắp chân nặng nề qua bụng ông và một bàn tay đặt lên ngực ông, mân mê cái nút áo. Ông Toán thấy rõ bên cạnh tình yêu vợ chồng, ông còn có lòng thương đối với một cô gái trẻ trung nhưng quá nghèo. Và khi quyết định lấy bác, ông có cảm tưởng đang làm một nghĩa cử, đó là gây dựng cho bác một cuộc đời mới. Hai người nói chuyện miên man, mãi đến khi sương đêm tỏa xuống ướt nhòa mái tóc thưa thớt của ông Toán, bác mới giục ông vào ngủ. Nhà chỉ có hai cái giường, bà Nam cùng hai đứa út chiếm một cái ở sát vách bên trong, còn lại một cái bên ngoài nhường cho ông Toán có buông màn cẩn thận. Ông kéo bác vào ngủ chung, nhưng nàng giữ kẽ xuống nằm dưới đất bên cạnh hai cô em gái trên tấm cót dài mà sáng nay bà Nam đã dùng để tiếp khách ngoài hiên. Bác tưởng các em đã ngủ say, hóa ra hai đứa vẫn sầm sì nói chuyện. Biến cố quá lớn đang diễn ra trong căn nhà nghèo khổ này khiến chúng không thể ngủ được. Chúng miên man bàn tán về hạnh phúc của bác, về sự may mắn bất ngờ ngoài sức tưởng tượng đã đến với người chị cả mà bao nhiêu năm nay vốn bị coi là bất hạnh về tình duyên. Chúng liên hệ đến chính bản thân và vẽ ra những viễn ảnh tương lai cho chính mình, so sánh nhan sắc của mình với bác, để rồi cuối cùng lo lắng không biết mai sau mình sẽ ra sao. Hết nói về bác, hai cô lại chuyển sang ông Toán và khúc khích cười với nhau. Cười là bởi vì trong bữa cơm gia đình chiều nay, ông Toán đã làm cả nhà ngạc nhiên không ít. Bà Nam ra chợ, Khuân về toàn những món ngon vật lạ để đãi ông. Nhưng rõ ràng ông rất dửng dưng. Thịt gà luộc rắc lá chanh, lòng lợn luộc chấm mắm tôm, chân giò hầm măng, chả món nào ông tỏ ra vồ vập. Bà Nam cứ gắp mãi vào bát cho ông, nhưng gắp bao nhiêu ông lại chuyển sang cả cho bác. Mấy mẹ con ăn rất từ tốn, chăm chú theo dõi để dành mọi chăm sóc ân cần cho ông. Nhưng từ đầu chí cuối, ông chỉ say mê có nồi cá kho khế ăn với dưa chua. Cả hai món ấy, cá kho và dưa cải, là những thức ăn dở từ hôm qua, không dám mang ra sợ thất lễ, thì chính ông lại bảo bác vào bếp bưng ra, và ông ăn ba bát cơm đầy một cách thoải mái. Đứa em út bác ráng nhịn cười, ghé tai chị nói nhỏ: thịt gà không ăn lại đòi ăn dưa cải, lạ thật. Bà Nam lúc đầu cũng tưởng ông con rể tương lai vì thương nhà bà nghèo nên muốn nhường các món đặc biệt cho mẹ con bà, cho nên cứ áy náy kêu mãi lên: ấy chết, ăn thịt đi chứ, sao lại chỉ toàn dưa và cá kho là thế nào? Ông Toán phải giải thích mãi cả nhà mới tin là ông về đây không phải để ăn thịt, là thứ mà ông đã phải ăn liên tục mười mấy năm ở nước ngoài rồi.
Lời phân bua của ông càng làm bà Nam áy náy, bởi nếu đúng như vậy thì biết lấy gì để đãi đằng ông trong những ngày ông lưu lại nhà bà. Lúc ăn xong, bà sai bổ hai quả cam sành, trịnh trọng bưng ra mời ông. Nhà bà có khi cả năm không mua cam, bởi nó là thứ xa xỉ, chỉ dùng khi ốm đau hoặc đãi khách quý. Ấy thế mà ông Toán cũng lắc đầu, bảo bác đem vào cho các em. Ông ra vườn xin bác một quả đu đủ vừa chín tới, vặt xuống bổ ra ăn tại chỗ. Lũ em bác đứng trong nhà thập thò theo dõi, lâu lâu lại đưa mắt nhìn nhau tốm tiếng cười, vì coi ông là một dị nhân không giống ai ở làng này. Nửa năm sau, bác lên đường sang Canada đoàn tụ với chồng. Bà Nam tiễn con bằng những dòng nước mắt vừa vui vừa buồn. Bà dặn đi dặn lại mãi một câu: ra huấn ca là sang bên ấy, bơ vơ nơi xứ lạ quê người, phải hết sức ngoan ngoãn hiền thục, khéo léo chiều chồng, kẻo nó chán, nó bỏ thì trơ mất ếch ra. Bác cũng khóc nức lên từng cơn, nói không ra tiếng. Nàng ôm mẹ, ôm các em, hứa một hai năm sẽ trở về thăm, mang theo thật nhiều quà. Thấp thoáng, trong đám người tiễn đưa, cả những người không liên hệ gì, nhưng tò mò chạy ra xem. Bác mừng rỡ trông thấy cảnh anh chàng hàng xóm ở bên kia bờ ao, mà lòng bác còn in hằn một mối hận vì đã dám hất hồi bác chỉ vì bác nghèo. Từ thuở còn học chung, chơi chung và tắm ao chung, cảnh và bác đã thân nhau lắm, đi đâu cũng có nhau. Hai nhà chỉ cách nhau một cái ao, nhưng gia đình cảnh rất khá giả, nhờ ba anh em cảnh lao động chăm chỉ nối nghiệp bố làm thợ mộc và nung gạch. 20 tuổi, cảnh đi nghĩa vụ. Hôm chia tay, chẳng biết có phải vì cô đơn hay không, cảnh rủ bác ra vườn chuối sau nhà, xé lá khô trải lên thảm cỏ. Hai đứa ngồi bên nhau suốt một buổi chiều. Ngồi chán, bác rủ cảnh nằm xuống cho đỡ mỏi lưng. Cảnh cởi hết hàng nút áo của bác ra. Bác để yên vì nàng vốn chờ đợi giây phút này từ lâu. Đang ôm nhau say đắm, bỗng nghe có tiếng nói nho nhỏ và tiếng chân bước xào xạc trên lớp lá khô ở phía bờ ao. Bác giật thót người, luống cuống đẩy cảnh ra và cài vội nút áo lại. Nàng lật úp người xuống, chố mắt nhìn quanh và nhận ra hai đứa em út của nàng rủ nhau ra câu cá, ngồi cách nàng chỉ hơn 10 thước, khuất sau một bụi tre thưa. Bác đưa mắt nhìn cảnh làm hiệu, rồi cả hai cùng nín thở nằm yên. Mấy tàu lá chuối khô lót trên thảm cỏ, phía dưới tấm thân đẫy đà của bác cứ thỉnh thoảng lại kêu sột soạt theo mỗi cử động rất nhỏ của bác và cảnh. Bác muốn đứng dậy bỏ về nhưng không dám, đành cứ nằm lặng câm bên cạnh cảnh. Dưới bờ ao, hai đứa bé nói chuyện nho nhỏ, lâu lâu bụng miệng cười nhưng không dám cười lớn vì sợ cá dưới nước nghe thấy không cắn câu. Lâu quá, cả bác và cảnh cùng mệt mỏi vì hồi hộp và vì không dám cử động mạnh. Hai đứa em phải gió cứ ngồi chơ chơ ở vị trí cũ, chăm chú nhìn mặt nước ao tù, hy vọng giật được vài con cá rô cho bữa ăn chiều. Hơn 2 tiếng đồng hồ sau, bầu trời bỗng chuyển mây u ám. Trong sân nhà, bà Nam vừa lên tiếng gọi bác và giục nàng bưng mấy mẹt đỗ nành vào. Bác sốt ruột quá mà không làm gì được, chỉ lắc đầu nhìn cảnh phân bua. Nhưng cảnh thì ngược lại, hớn hở nhe hàm răng ám khói cười duyên. Từ thuở mới lớn tắm ao chung với bác, bao nhiêu lần đã thấy lòng dạo dực muốn ôm bác, mà mãi đến hôm nay mộng mới thành. Cho nên dù có phải nằm luôn đây qua đêm với bác, cảnh cũng chẳng có gì để phàn nàn. Kỷ niệm ngây ngất với bác chiều nay chắc chắn sẽ là hành trang đẹp nhất để cảnh mang theo trong chuỗi ngày dài mặc quân phục bộ đội sắp tới.
Trời tối dần, mưa đổ xuống nặng hạt. Hai đứa em Bác vác cần câu chạy về. Bác với Cảnh mới lót ngóp bò dậy, phủi quần áo. Hôm sau, Bác bịn dịn tiễn đưa Cảnh lên đường. Mấy năm sau, Cảnh giải ngũ về làng. Bác mừng lắm, yên chí chuyện trăm năm sắp thành. Nhưng Cảnh lờ đi. Bác ra rửa chân ở bờ ao, chờ mãi mới gặp được riêng Cảnh. Gã hỏi một câu ngang ngược mà bác chỉ muốn chồm lên vả vào mặt. Mấy năm nay tôi xa nhà, cứ tưởng chuyến này về cô đã tay bồng tay mang rồi chứ. Bác cố nhịn nhục. Chồng thư Cảnh viết cho bác, nàng vẫn còn giữ nguyên. Thế mà Cảnh làm như người xa lạ. Bác ôn tồn nói: em vẫn nhớ trước hôm anh đi, anh bảo em những gì, cho nên em vẫn chờ anh. Cảnh thản nhiên: tôi lúc này mới về, chưa tính gì cả. Không khéo chỉ nay mai tôi vào trong Nam làm rừng cũng chả biết chừng. Bác chết điếng trong lòng, rõ ràng là một lời từ khước trắng trợn. Nàng rưng rưng nước mắt bỏ vào nhà, thầm chửi Cảnh là thằng phản phúc. Rồi từ đó, bác nhất định không gặp Cảnh nữa. Thỉnh thoảng xuống ao rửa bát hay giặt rũ, bất chợt thấy Cảnh ở bên kia, bác cúi gầm mặt không thèm chào, mặc dù trong lòng vẫn mơ hồ mong một ngày Cảnh nghĩ lại. Cho đến một hôm, có người kể với bác là ông bố của Cảnh chê mẹ con bác nghèo, không cho Cảnh cưới bác, nàng mới vỡ lẽ và quyết định bỏ vào Nam, bởi biết chắc không còn trông mong gì ở Cảnh nữa. Ngày cưới, bác đã toan không mời Cảnh, nhưng vì ôm mối hận cũ, nàng bắt mẹ mời từ bố xuống đến con. Cảnh đâm ra khó xử, suy nghĩ mãi rồi quyết định ở nhà chỉ để bố sang mừng. Ông hàng xóm từng chê bà Nam nghèo, hôm ấy vẫn thản nhiên qua uống rượu, cười nói vang cả nhà: hôm nay bác lên đường xuất ngoại. Cảnh nghĩ rằng chẳng bao giờ còn gặp lại nữa, nên gã chạy ra định nói một lời từ giã. Nhưng thấy thiên hạ vây quanh quá đông, lại thấy bác lạnh nhạt với mình, Cảnh đành chỉ đứng xa xa, nép sau bụi rúi, lấm lét nhìn. Lúc bác tình cờ quay lại, Cảnh vội gật đầu chào, nhưng nàng vênh mặt, quay quắt đi cho bõ ghét. Ông Toán ra đón bác ở phi trường, bắt trước thiên hạ ôm theo mấy bông hồng đỏ rực. Ông đưa nàng về cái apartment mà ông mới quét dọn sơ ngày hôm trước, nơi ông thường trú đã hơn 7 năm. Nhà cửa ông dĩ nhiên rất đơn giản, bởi 10 năm nay ông vẫn ở một mình, chẳng có nhu cầu gì phức tạp. Ông vẫn nhớ người ta nói, đàn ông độc thân mà dành dụm tiền bạc chăm lo nhà cửa thì đó là dấu hiệu bất thường. Ông vin vào câu nói đó để sống buông thả qua ngày. Buông thả ở đây không phải là trác táng, mà chỉ có nghĩa là ông không nghĩ đến việc để dành tiền. Ông mua sách vở, phim ảnh, rượu bia, lâu lâu tìm cảm giác mạnh ở sòng bài, hoặc mùa hè lái xe khắp các thành phố, tiêu hết tiền rồi mới về. Dĩ nhiên hôm nay ông cũng có một chút hối tiếc, là bởi vì nếu biết trước sẽ lấy vợ, chắc chắn ông đã tiết kiệm để có số vốn khi đón bác về. Nhưng ông lại tự an ủi ngay rằng, dù căn phòng ông mướn có sập sệ nhất nước Canada, thì cũng vẫn còn hơn xa căn nhà của mẹ con bác tại làng Đông Lộ. Rất may cho ông là bác về với ông, xem chừng cũng chẳng chú ý gì đến bề ngoài. Nàng bắt tay ngay vào việc nội trợ, quét dọn và thu xếp nhà cửa thật ngăn nắp. Nàng nói năng lễ phép, học hỏi rất nhanh những thói quen và sở thích của ông Toán để chiều chuộng. Ban ngày cũng như ban đêm khiến ông hết sức cảm động và say mê. Quá nửa đời người, lần đầu tiên chung sống với một người đàn bà, ông Toán cứ tiếc mãi là trễ quá, bây giờ mới biết thế nào là mái ấm gia đình. Và càng yêu bác, ông càng hối hận vì 10 năm qua đã không dành dụm để có được một căn nhà đẹp, một cái xe mới xứng đáng hơn. Ngày ngày ông đi làm, bác đi học Anh văn, buổi chiều ông về đến nhà là cơm nước đã dọn sẵn, toàn những món đơn giản nhưng rất hợp khẩu vị. Bạn bè người quen ai cũng khen ông may mắn, không ngờ hậu vận lại quá tốt về mặt tình duyên.
Từ ngày có em về, nhà mình ngập ánh trăng thề. Ông Toán mở cassette, nghe đi nghe lại bản nhạc của Lam Phương như một lời cảm ơn tế nhị dành cho người vợ trẻ, để nàng biết rằng ông đang miên man sống trong hạnh phúc. Bác viết thư về nhà, báo cáo tình hình êm đẹp nơi xứ lạ quê người. Nàng gửi cả sắp hình màu, đứng tươi cười bên chiếc Toyota mới rửa của ông Toán. Bà Nam quát đứa con út đọc thật to cho cả nhà nghe, rồi cầm thư và ảnh đi khoe khắp làng. Hai đứa con út thì đánh nhau túi bụi, vì đứa nào cũng muốn xé cái tem có hình nữ hoàng Elizabeth để cất vào cặp. Từ ngày có ông con rể Việt Kiều, gia đình bà Nam được nâng cấp, cao vọt dưới mắt dân làng. Đồng chí bí thư kiêm chủ tịch xã đi đâu cũng tạt vào chơi, dễ dãi ngồi uống cốc nước vối ngoài hiên, hỏi thăm đôi ba câu về vợ chồng Bắc. Bà Nam hãnh diện lắm, bởi vì ngay sau hôm đám cưới, các đồng chí ngoài ủy ban đã khẩn khoản mời ông Toán ra tham quan trụ sở để ông thấy rõ sự phát triển của xã trong thời kỳ đổi mới. Điển hình là ngôi trường phổ thông cấp 1, tuy chỉ mới bắt đầu khởi công, nhưng nhân tiện có sự hiện diện của ông Toán, ủy ban đã khẩn trương tập trung tất cả giáo viên và học trò cho làm lễ khánh thành ngay trước đống gạch đỏ và gỗ tạp chất ngổn ngang quanh cột cờ. Ông Toán ngại quá, nhưng bà Nam và Bắc cứ giục mãi, ông đành phải miễn cưỡng đến dự và móc ra một nắm tiền. Ông hiệu trưởng run run nhận món quà 3 triệu đồng do Việt Kiều, Vũ Đình Toán trao tặng, rồi tha thiết xin ông ban cho các em mấy lời động viên. Hôm sau, ông đang chuẩn bị dã từ bà Nam đưa Bác trở vào Sài Gòn thì lại thêm mấy đồng chí phụ trách thương binh liệt sĩ đến quyên góp. Ông không biết tính sao, liền đưa hết tiền cho Bác và bảo: anh chẳng biết chỗ nào nên cho, và cho nhiều hay cho ít. Thôi thì em giúp anh việc này vậy. Bác nhìn chồng cảm động. Nàng tiếc tiền lắm, nhưng cũng đành véo ra 1 triệu xung vào quỹ. Bởi nàng biết tất cả những ban bố rộng rãi của ông Toán hôm nay, chỉ có mẹ nàng là vui hơn cả. Cũng giống như mọi người chưa ra ngoài nước bao giờ, bà Nam trấn an Bác: chả tiếc con ạ, sang bên ấy rồi thiếu gì. Bác cũng tin như vậy, cho nên bao nhiêu tiền ông Toán giao cho nàng giữ, nàng đem phân phát cho gia đình gần hết. Qua đến Canada, bác mới nhìn ra là không dễ hốt bạc như nàng lầm tưởng. Và từ đó nàng càng thương ông Toán hơn. 2-3 lần nàng trách: khổ quá, anh chả nói cho em biết rõ sự thể gì cả. Thôi từ nay phải hà tiện mới được, anh đi làm vất vả quá mà tiền chả có, em áy náy lắm. Ông Toán cười hiền lành. Bác ưu tư tiếp: chung quy cũng chỉ tại em, anh để dành mãi mới được hơn vạn bạc. Về cưới em là hết nhẫn. Thôi em chả đi học nữa đâu, anh tìm cho em việc gì cũng được, em đi làm giả lại cho anh. Nửa năm sau, một buổi chiều, ông Toán đi làm về thấy vợ nằm khóc trong buồng. Ông không kịp cởi giày, chạy lao vào hỏi thăm. Bác cứ úp mặt xuống gối sụt sùi mãi, rồi mới đưa cho chồng lá thư của bà Nam mới gửi sang. Trận bão tháng vừa rồi đã thổi tung mái nhà bà, đẩy mấy mẹ con vào cảnh màn trời chiếu đất. Bà không ngỏ ý xin giúp đỡ, nhưng đọc thư, bác phải hiểu là mẹ cần tiền để lợp lại căn nhà. Rơm rạ che nứa không đắt bao nhiêu, nhưng với hoàn cảnh gia đình bác thì cũng là một món khá lớn, phải cần thời gian góp nhặt. Ông Toán xem xong lá thư, thở phào đặt tay lên vai Bắc và nói: cái nhà của mẹ em, bão không thổi sập thì chính mẹ em cũng nên giật sập rồi làm lại cái khác. Sân trước vườn sau còn khá rộng, tại sao không nhân dịp này nới ra mà ở? Bắc ngơ ngác ngồi lên,
mở to mắt nhìn chồng. Ông Toán rút tờ Kleenex đưa cho bác rồi bảo: Ngày mai em ra phố gửi ngay về cho mẹ em vài trăm, rồi anh sẽ gom góp vài ngàn, bảo mẹ em san bằng căn nhà đó đi, xây lại cái mới, lợp ngói hoặc lợp tôn cho chắc ăn. Bác cảm động lắm, chớp mắt u tư bảo chồng: Em cảm ơn anh, nhưng mà hôm nọ anh bàn với em là anh đang để dành tiền để mua nhà cơ mà. Thôi em bàn thế này, gửi cho mẹ em mấy trăm thôi, mua danh lợp lại là được rồi. Xây nhà mới thì tốn chết, biết bao nhiêu cho đủ. Mình cũng phải lo cho mình nữa chứ, giá nhà đang rẻ, lãi suất lại thấp. Ông Toán cãi: Anh với em không mua nhà năm nay thì năm tới, không năm tới thì năm tới nữa. Còn nhà của mẹ em thì không thể chần chờ được. 6-7 người chui vào một diện tích chỉ bằng cái chiếu, ghê quá. Bác 2-3 lần bác bỏ ý kiến xây nhà cho mẹ vì không đành lòng thấy chồng hy sinh quá lớn. Nhưng ông Toán cứ dứt khoát sẽ thực hiện kế hoạch đó, và bác đành im lặng chẳng biết nói gì hơn. Bác đòi nghỉ học đi làm, ông Toán cũng nhất định không cho. 4 tháng sau, ông Toán nhận thêm một công việc thứ hai. Đó là việc buổi chiều làm công cho một hãng cleaning chuyên quét dọn các văn phòng sau giờ tan sở. Chủ nhân hãng này là một người bạn cũ, bằng lòng trả tiền mặt cho ông Toán. Như thế có nghĩa là từ nay, mỗi ngày ông sẽ vắng nhà khoảng 15 tiếng đồng hồ. Sáng dậy từ 6 giờ, uống cà phê, rồi xách túi ra đi vào nhà máy. 4 giờ chiều về tới nhà, ăn cơm với bác rồi nằm ngủ một chút. 5 rưỡi lại ra đi, lao vào các cao ốc, đổ rác, hút bụi, lau cửa kính. Công việc giao khoán, nhưng có làm nhanh lắm thì cũng phải hơn 11 giờ đêm mới hoàn tất. Và khi leo lên giường thì đã quá nửa khuya. Bác nhìn chồng băn khoăn lắm, nhưng cảm thế nào ông cũng chẳng nghe. Ông muốn đốt thời gian, bởi 10 năm qua ông cho là đã bỏ phí, và bởi tuổi ông cũng đã xế chiều, chẳng còn bao lâu để góp nhặt. Hàng ngày ông đi làm thì bác đến trường, chiều ông về có cơm dọn sẵn, và lắm khi bác ngồi xuống cởi giày cho ông. Buổi tối ông ra đi là quãng thời gian đằng đẵng một mình mà bác thấy khổ sở nhất. Coi bao nhiêu show TV vẫn chưa đến giờ ông Toán tan sở. Tuy vậy, bao giờ bác cũng dán ngồi đợi, dù lắm khi buồn ngủ díu mắt lại. Bác muốn bất cứ lúc nào chồng đi làm về cũng có nàng bên cạnh để chăm sóc. Từ khi cày 2 job lại thêm overtime cuối tuần, ông Toán già hẳn đi, không cách nào che giấu nổi nét mệt mỏi trên khuôn mặt, mà nhất là trong đôi mắt thiếu ngủ. Mắt thì tất nhiên trắng ra, trẻ trung và mặn mà hơn trước rất nhiều, tỷ lệ nghịch với ông Toán. Ông Toán cũng biết thế, nhưng ông không bận tâm lắm. Ông tìm được niềm vui sâu kín là giúp đỡ bên vợ, để làm vui lòng bác, để bác thấy ở ông một phong độ quân tử. Mỗi tháng mấy tấm chi phiếu, ông chỉ việc ký tên vào sau lưng rồi giao hết cho bác, nhờ nàng đem bỏ vào chương mục tiết kiệm. Dịch vụ ngân hàng bác không biết nhiều, và cũng chẳng cần phải biết nhiều. Nàng chỉ cần nhớ thuộc lòng có vài chữ tiếng Anh là đủ để giao dịch rồi. Mỗi lần gửi tiền vào hoặc rút tiền ra, dù chỉ là vài chục bạc, bác đều thưa trước với chồng và mở sổ cho ông Toán coi, dù ông gạt đi vì quá bận. Nàng cũng để ý mua những món ăn tẩm bổ cho ông Toán để bù đắp những vất vả thường nhật của ông. Và cứ lâu lâu nàng lại nhắc ông nên bỏ cái job buổi tối, bởi chỉ cần làm overtime cho nhà máy là đã đủ tiêu rồi. Ông Toán dĩ nhiên không nghe, bởi ông đã hứa sẽ xây nhà cho gia đình bác, và ông muốn chỉ nội trong năm nay ông có được vài ngàn gửi về Sơn Tây. Chẳng những thế, trong khi đi làm hùng hục để phục vụ bên vợ, ông lại còn cảm thấy có lỗi với bác, bởi đáng lẽ ông phải đưa vợ đi chơi, dạo phố những ngày cuối tuần mới đúng với trách nhiệm của người chồng. Ông thấy thiếu bổn phận, bởi chỉ có 2 buổi tối thứ bảy và chủ nhật không đi làm, thì ông lại lăn ra ngủ để bù cho cả tuần lễ mệt mỏi. Ông thường xin lỗi bác và khuyên nàng nên theo bạn bè đi shopping hoặc đi hát karaoke cho khuây khỏa, nhưng dĩ nhiên bác không thể nhẫn tâm làm như thế được.
Bạn bè ông Toán dần dần nhận ra một sự thật mà chính ông không hề biết. Đó là sự lấn chiếm một cách dịu dàng của Bắc đối với ông, biến ông thành nô lệ của tình yêu. Ông say mê cái thú đau thương mà ông không thấy, bởi chiến thuật của Bắc tinh vi quá, du ngủ ông bằng những lời ngọt ngào, bằng phương thức thừng mềm trói chặt, nghĩa là người bị trói không hề biết mình bị trói. Bắc chẳng bao giờ trực tiếp thúc giục ông đem sức lao động ra để phục vụ bên nhà nàng. Chẳng bao giờ ép ông phải lê tấm thân già đi làm một ngày 15 tiếng. Tuy nhiên, cách nói mềm mỏng và tinh tế của nàng, sự săn sóc chu đáo thường nhật của nàng đang từ từ giết ông mà ông không ngờ tới. Nhưng thôi, miễn là ông vui, ông hài lòng với chính mình là được rồi. Ông có kiệt sức mà gục xuống trong cánh tay Bắc, chắc chắn ông cũng sẽ dễ dàng xuôi tay nhắm mắt. 2 năm sau, chương mục tiết kiệm của Bắc đã lên tới con số trên 10.000. Bấy giờ Bắc mới rủ ông Toán về thăm nhà. Nàng rủ ông Toán một cách rất tha thiết, bởi nàng biết trước ông sẽ không nhận lời. Ông bảo: "Thôi, em về một mình đi. Anh làm 2 job, đâu có xin nghỉ cả 2 nơi một lúc được." Bắc mừng lắm, nàng sẽ đích thân lo việc xây nhà cho mẹ và các em. Nhưng tạm thời, mặt nàng cứ buồn vời vợi để tỏ vẻ miễn cưỡng phải xa chồng. Nàng chỉ chiết: "Em chỉ lo có mỗi một việc là hàng ngày anh đi làm vất vả, lấy ai cơm nước cho anh?" Ông Toán tươi cười gạt đi: "Thì trước khi lấy em, anh đã sống một mình hơn 10 năm, có sao đâu. Em về giỏi lắm là 2 tháng chứ bao lâu." Vẫn biết thế, nhưng để anh lại một mình, em chả ăn lòng tí nào cả. Và cứ thế, Bác cứ giàu dĩ, suýt xoa mãi, cho đến ngày lên đường về nước, ôm theo gần 10.000. Ông Toán mắt nhắm mắt mở, lái xe đưa vợ ra phi trường, rồi quay về lăn ra ngủ. Ông hãnh diện thấy mình đang mang lại niềm hạnh phúc cho biết bao nhiêu người, trong đó quan trọng nhất là Bác, người vợ trẻ khả ái của ông. Bác đã xa ông 2 tháng, ông có thể thanh thản nằm ngủ những chiều cuối tuần mà không cảm thấy áy náy vì thiếu bổn phận với nàng. Về tới địa phận xã Đông Lộ từ xa, Bác đã thấy lố nhố hàng chục người đứng đợi ở cổng làng, ngay tại cái địa điểm mà 2 năm trước gia đình nàng đã đón ông Toán lần đầu. Ngày ấy, bà Nam cầm đầu phái đoàn ra rước Việt Kiều Vũ Đình Toán. Hôm nay, bà cũng dẫn toàn bộ lực lượng ra đón Việt Kiều Nguyễn Thị Bắc, Quy Cố Hương, và quang cảnh lại tái diễn tương tự như lần trước. Vẫn những bộ quần áo mới, những tiếng reo cười, chào hỏi, ôm ấp rồi tiệc tùng linh đình, nhà cửa lúc nào cũng vui như Tết. Bác chỉ nghỉ có 2 ngày, rồi bắt tay ngay vào việc xây nhà cho mẹ. Gạch, ngói, gỗ, cát, xi măng ùn ùn trở tới, hàng chục người đào đất hì hục gánh lên đắp nền, nới rộng căn nhà cũ ra sát hàng rào tre phía sau. Thợ mộc, thợ nề ra vào tới tấp, thuốc lào, nước chè, khoai luộc, bánh kẹo chẳng lúc nào ngưng từ sáng tinh mơ cho đến khi mặt trời lặn. Bác mặc quần jean, áo thun ngắn tay, đeo kiếng mát, cầm cuốn sổ nhỏ và cái quạt nan đi vòng vòng, đóng vai tổng chỉ huy công trường. Chung quanh nàng lúc nào cũng có ít nhất vài đứa trẻ chạy theo, đăm đăm quan sát toàn thân hoặc nhìn thẳng vào mặt nàng, dường như cố gắng tìm xem giữa cô Bác 2 năm về trước ở làng Đông Lộ và cô Bác hôm nay từ nước ngoài về nó khác nhau thế nào. Đứa em út của Bác lâu lâu bắt chị phải nói một câu tiếng Anh để cả bọn nhìn nhau phá lên cười thoải mái. Bác chiều các em nên mới bất đắc dĩ phải nói tiếng Anh, chứ thật ra chính nàng cũng ngượng vì chữ nghĩa chưa có bao nhiêu. Huống chi nàng cũng giống như ông Toán, dứt khoát không khoe khoang chuyện nước ngoài. Nàng mời mẹ ra sân, cầm cái que vạch xuống đất, tỉ mỉ phác thảo bức họa đồ, nhà ngói cây mít, biểu tượng phú quý của nông thôn mà mẹ nàng ao ước suốt cả một đời. Trước hết, con dốc từ bờ ao mà ngày ngày chị em nàng vẫn xuống gánh nước tưới rau, lắm khi trơn ướt, nguy hiểm. Bác sẽ cho lát gạch xây bậc thang chạy thẳng tới đầu nhà, rồi cái hố xí sau bụi tre, dùi nhặng lúc nào cũng vo ve bay, bốc mùi khó chịu những ngày gắt nắng. Bác sẽ lấp đi
dựng hẳn một cái cầu theo kiểu hiện đại. Và quan trọng hơn nữa, bác bàn với mẹ phải xây phòng tắm, không thể chờ tối trời lội xuống ao kỳ cọ như thói quen lâu đời ở làng này. Nàng bảo, nhà một lũ con gái mà không có lấy một cái bồn tắm bất tiện lắm. Bà Nam gật đầu tán đồng ngay. Bà thì chẳng thấy có gì bất tiện cả, nhưng hễ bác ngỏ ý muốn xây cho bà bất cứ cái gì, bà cũng sẽ chẳng dại gì từ chối. Bà luôn miệng khen ông con rể là người tốt, và bà nhắc bác phải biên thư hoặc gọi điện thoại thường xuyên cho ông Toán trong thời gian vắng nhà. Điều này thì thật ra bà chẳng cần phải nhắc, vì bác rất chu đáo. Cứ vài hôm nàng lại ra thị xã để liên lạc với ông Toán bằng điện thoại hoặc bằng thư điện. Ông Toán bảo nàng cứ yên tâm ở lại, khi nào xây xong nhà rồi hãy về. Trong số những người hì hục làm việc cho bác, có cả ông hàng xóm bên kia bờ ao cùng hai đứa con trai phụ trách khâu thợ mộc. Từ hôm bác lấy chồng Việt Kiều, cha con nhà này bắt đầu có cái nhìn khác đối với gia đình bà Nam. Và hôm nay khi bác ôm tiền về xây nhà, cái nhìn lại càng khác nữa, nhất là khi bác đích thân sang hỏi thăm và thuê mấy cha con qua làm. Chỉ riêng có Cảnh thì vẫn xấu hổ và hối hận, nên đành lánh mặt không dám gặp bác. Một buổi trưa, bác nằm ngủ trên chiếc võng căng ngang hai cây ổi mọc sát bờ ao. Căn nhà lúc này đã thành hình dạng, đang đóng dui mè để chờ lợp mái. Bác không còn nóng ruột như mấy tuần đầu nữa. Buổi trưa ăn cơm xong, nàng thường nằm nghỉ một lát dưới tàn cây rậm rạp, có gió ao thổi lên nhẹ nhẹ vỗ về giấc ngủ. Hôm ấy bác vừa ngồi xuống võng thì nghe có tiếng ho nhẹ từ sau bụi tre trước mặt. Bác ngẩng lên và nhận ra Cảnh. Nàng vội quay mặt đi, thản nhiên vén tóc cột lại và từ từ nằm xuống. Bác tưởng tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy Cảnh sẽ bỏ đi, nhưng Cảnh vẫn bước tới từng bước chậm, cho đến khi còn cách cái võng khoảng một thước mới dừng lại, hai tay đan vào nhau bối rối nhìn bác. Bác thấy uất nghẹn trong lồng ngực, bao nhiêu ấm ức tưởng đã quên hết bỗng dưng đột ngột bùng dậy trong lòng. Nàng muốn chồm lên vá vào cái mặt thằng phản bội đã làm nàng suốt một năm trời điêu đứng vật vờ vì thất vọng. Cũng tại khu vườn chuối này, một buổi trưa nắng gắt như hôm nay, bác đã nằm bên cạnh, đã để cho đôi tay gã thản nhiên cởi hàng nút áo. Cái kỷ niệm lần đầu ngây ngất biết đến đàn ông, nàng không thể nào quên được. Ấy thế mà gã dám hất hủi nàng, dù bao nhiêu cánh thư từ đơn vị viết về đều chứa chan lời hẹn ước. Bác ngước lên nhìn Cảnh, nét mặt gã cực kỳ lúng túng và ánh mắt toát ra lời cầu khẩn van xin. Cảnh run run nói, bác vẫn còn giận tôi. Bác quát mắt lên nạt, anh còn dám vác mặt đến đây gặp tôi nữa hay sao? Đi ngay cho khuất mắt. Nghe bác nói, bao nhiêu lo lắng trong lòng Cảnh từ mấy tuần nay bỗng giảm đi quá nửa. Gã sợ nhất là gặp bác mà nàng quay mặt đi không thèm tiếp chuyện, dù chỉ là những lời chửi mắng. Gã nói, tôi đi ngay, tôi không dám làm phiền bác nữa đâu. Nhưng trước khi đi, tôi chỉ xin bác cho tôi nói một lời, là bác đã hiểu lầm tôi. Bác lặng yên phe phẩy quạt. Nàng từ từ ngồi dậy vì thấy chẳng nên nằm ngửa trước mặt một người đàn ông. Cảnh đã toan đi nhưng thấy bác ngồi lên, gã nán lại và ngập ngừng tiếp. Hôm nay tôi gặp bác là để xin lỗi bác về chuyện ngày xưa của bác với tôi. Đằng nào thì bác cũng đã có gia đình rồi, tôi mừng vì bác lấy được chồng danh giá. Tôi chỉ xin nói với bác là ngày ấy không phải tôi thay lòng đổi dạ, mà chỉ vì bố tôi nhất định cấm, không cho tôi lấy bác. Bác vẫn không nói gì, nhưng cơn giận đã tan hẳn sau những lời trần tình của Cảnh. Nàng thấy lòng mình nhẹ nhõm, có pha chút xúc động vì tự ái vừa được vuốt ve. Chẳng phải Cảnh không yêu nàng, mà chỉ vì ông bố cấm cản. Cảnh cởi nút áo ngực, thò tay vào lôi ra một sấp giấy cột bằng sợi dây thun, chìa ra trước mặt bác.
Bao nhiêu thư của bác gửi cho tôi lúc tôi đi bộ đội tôi vẫn còn giữ nguyên. Thỉnh thoảng tôi vẫn đem ra đọc. Hôm nay tôi xin giả lại bác. Bác cầm lấy. Bác có gia đình rồi, tôi không nên giữ làm gì. Mấy lần tôi đã toan đem đốt đi nhưng lại cứ tiếc, không nỡ. Bác cầm sấp thư cảnh trao, nước mắt tự dưng trào ra, lăn xuống hai bên má. Nàng tháo sợi dây thun, lật nhanh những trang giấy ố vàng, nhìn lại nét chữ mặn nồng của nàng trao về cảnh. Rồi nàng gấp hết lại, đứng dậy, bỏ cảnh đứng đó, thơ thẩn đi sâu vào vườn chuối. Nàng dừng lại đúng vị trí mà mấy năm trước đây nàng đã nằm với cảnh. Nàng đưa mắt nhìn xuống cơn dốc thoai thoải, nơi hai đứa em nàng ngày đó ngồi câu cá, khiến nàng cứ phải nằm yên cho cảnh tái máy. Bác thở mạnh, vói tay giật một tàu lá chuối khô trải xuống và ngồi lên. Cảnh rón rén đến sau lưng, nói nhỏ như thì thầm. Bác vẫn còn nhớ chỗ này. Bác đi rồi tôi cũng vẫn hay ra đây ngồi một mình để nhớ đến bác. Nàng ngẩn lên, đôi mắt long lanh nhìn gã. Không bao giờ em quên được. Câu nói ấy là một lời mời gọi, xóa cho cảnh hết mọi nỗi lo âu. Gã sung sướng ngồi xuống bên cạnh bác, cách khoảng một gang tay. Không thấy bác nói gì, gã nhích lại gần, chạm vào người bác, rồi tiến thêm một bước nữa, quàng tay qua vai bác. Nàng để yên, dạo dực sống lại chuyện tình đầu một cách thản nhiên, bởi chồng nàng đang ở xa tít bên kia đại dương, không có gì phải lo lắng. Cảnh hỏi, thế bao giờ em lại đi? Bác khoanh tay, đặt trên hai đầu gối, cúi đầu xuống, tựa cằm lên cánh tay và đáp, làm xong nhà thì em đi. Nhưng em hỏi thật, ngày ấy tại sao anh lại bỏ em? Cảnh kéo ghì bác về phía mình và nhấn mạnh, anh vừa bảo với em rồi, tại bố anh chứ có phải tại anh đâu. Bố anh chê nhà em nghèo chứ gì, chê em không có của hồi môn chứ gì. Cảnh phân bua, anh không yêu em thì anh giữ thư của em làm gì? Anh phải giấu mãi đấy, bố anh mà bắt được thì chết. Hôm em xuất cảnh anh chạy ra chào, em chả thèm nhìn anh. Anh cứ khổ sở mãi vì chả biết đến kiếp nào mới gặp lại được em để nói một lời xin lỗi. Ông cụ anh già rồi, đâm ra lẩn thẩn, em hiểu cho. Gã đặt một tay lên vai bác, vừa nói chuyện vừa xoa nhẹ nhẹ. Giờ này thì cảnh phải nghiêng mình bái phục mọi tính toán của ông bố. Từ hôm bác về làng, cảnh cứ ru rú trong nhà, vừa buồn vừa tiếc. Lâu lâu cảnh ra bờ ao, nép sau gốc sung nhìn sang, thấy cái dáng trẻ trung và tự tin của bác đứng giữa đám thợ xây nhà, lòng gã thắt lại như người mất của. Ông bố cảnh thì nhanh trí lắm, ông giục cảnh phải ra gặp bác và nói vài lời xin lỗi. Chẳng phải vì ông hối hận ngày ấy đã khinh nhà bác nghèo, ông chỉ biết hiện tại bác có tiền và đứa con ông, mối tình đầu của bác biết đâu chẳng gỡ gạc được chút ít. Cảnh thì vẫn xấu hổ nên dùng rằng không dám thò mặt ra. Ông mắng, mất cái gì? Mày nói nó không nghe thì thôi, chứ nó ăn thịt được mày hay sao? Tình cũ không rủ cũng lại, mày làm quần quật quanh năm suốt tháng không mua nổi cái xe đạp, nó thì bây giờ giàu nứt đố đổ vách. Nói với nó vài câu, biết đâu nó chả siêu lòng dúi cho mày vài chỉ. Mày cứ đổ hết cho tao, bảo là ngày ấy mày đòi lấy, nhưng tao cấm. Nhớ như thế, cứ đổ hết cho tao, hễ nó siêu lòng thì xin nó cái xe. Tiền rừng bạc bể, cái xe thấm vào đâu? Rồi ông dặn dò từng chi tiết, từng câu nói, bắt cảnh nhẩm đi nhẩm lại cho đến khi thuộc lòng mới thôi. Ông nhấn mạnh, mày cứ nhớ rằng mày chẳng mất gì cả, mà biết đâu mèo mù vớ cá rán. Cả mấy anh em của cảnh cũng tha thiết đốc thúc, coi cảnh là một thứ đầu tư không vốn. Cảnh lên tinh thần thi hành kế hoạch của bố, và quả nhiên thắng lợi vượt chỉ tiêu. Giấc mộng một đời của cảnh là cái xe Dream, biết đâu chỉ nay mai sẽ đạt được. Cả làng Đông Lộ này chỉ mới có mấy cán bộ ngoài ủy ban chạy xe Dream, và mỗi lần ngang qua nhà ai là trẻ con ùa ra ngắm nghía. Nhớ đến lời bố dặn, cảnh bảo bác, em mới ra nước ngoài có 2 năm mà giàu quá nhỉ? Bác tặc lưỡi, giàu đâu mà giàu,
chẳng qua là vì tiền bên này rẻ, 100 đô ăn cả triệu bạc, nên ai cũng tưởng là giàu. Chính em dạo chưa xuất cảnh cũng cứ tưởng như thế. Có điều là dù sao cũng dễ hơn bên này. Cảnh nghiêng đầu tựa vào vai Bắc, chạm vào những giọt mồ hôi lấm tấm trên cổ nàng. Gã ngửi thấy mùi nước hoa rất nhẹ nhưng có sức lôi cuốn mãnh liệt, khiến gã ngây ngất sống lại cái cảm giác nồng nàn của mấy năm về trước, cũng tại mảnh vườn kỷ niệm này. Chỉ khác là hôm nay ngồi bên Bắc, Cảnh tỉnh táo lắm. Cảnh tự bảo mình rằng đây có lẽ là cơ hội thuận tiện nhất để thực hiện kế hoạch tối hậu mà ông bố đã ân cần giao phó. Gã hình dung ra cả nhà đang hồi hộp chờ đợi kết quả chuyến công tác quan trọng của gã. Nhưng gã không biết làm cách nào để nhập đề, đành cứ nói loanh quanh đủ mọi thứ chuyện. Bác chua chát hỏi: Bấy lâu nay anh vẫn chưa lấy vợ, chắc là chưa tìm được cô nào có của hồi môn chứ gì? Cảnh biết bác vẫn còn giận ông bố mình nên đáp: Em đi rồi, anh hối hận và nhớ em quá nên chả thiết lấy vợ nữa, cũng chỉ tại bố anh. Dạo ấy anh mới đi bộ đội về, thương ông cụ, thành ra mới để nhỡ chuyện chung mình. Nói của đáng tội, bố anh cũng lấy làm ân hận lắm, nhưng mà muộn mất rồi, biết làm thế nào được. Thôi thì âu cũng là duyên số. Bác mùi lòng ngồi yên. Cảnh chẳng phải nói nàng cũng biết là cha con Cảnh rất hối tiếc. Chính mẹ nàng mới tiết lộ cho nàng biết ông hàng xóm đã sang xin lỗi và tự nguyện qua xây nhà cho bà Nam mà không dám tính tiền công. Bà với cô cho bao nhiêu cũng được, miễn là câu chuyện cũ, bà đừng để bụng là cha con chúng tôi đội ơn bà lắm lắm. Bố xin lỗi, rồi con xin lỗi. Bác thấy hà dạ lắm, y như trả được một mối thù từ lâu đè nặng trong lòng. Im lặng một lúc, bác đề nghị: Có lẽ độ hai hôm nữa em có việc phải xuống Hà Nội, anh đi với em nhé. Cảnh sung sướng đê mê, liền dứt khoát nhập đề: Em bảo đi đâu anh cũng đi. À, anh định hỏi thăm cái này, ở bên ấy xe Dream có đắt lắm không? Bác phì cười: Em chả biết nữa, là vì ai cũng đi ô tô, chứ có ai chạy xe Dream, xe Cup hay Honda như bên này đâu. Ô tô mới đắt, chứ xe gắn máy chẳng có bao nhiêu. Cảnh kéo bác nằm xuống, tiếng lá khô xào xạc vỡ dưới lưng nàng. Cảnh cũng nhoài người nằm bên cạnh, nghiêng người đặt một bàn tay lên vai Bắc. Bên ngoài chiếc áo thun bằng sợi có in hàng chữ Welcome to Canada. Nàng nhắm mắt lại, lâng lâng xúc động như lần đầu được Cảnh ôm ấp. Nàng hồi hộp chờ đợi, nhưng Cảnh không tiến xa hơn. Bàn tay gã nằm bất động trên vai. Khá lâu Bắc mới nghe Cảnh thủ thỉ: Anh thì anh chỉ ước làm sao mà có được cái xe Dream. Có cái xe ấy là cả đời anh, chả còn mong gì nữa. Hay là nhân tiện em xuống Hà Nội, em cho anh xin một cái làm kỷ niệm được không? Bác giật mình mở mắt nhìn Cảnh. Hóa ra ôm Bác trong tay mà Cảnh chỉ nghĩ đến chiếc xe. Trong khoảnh khắc, nàng thấy hiện ra trong trí hình ảnh người chồng lớn tuổi, giờ này đang cặm cụi hút bụi, đổ rác, lau cửa kính cao ốc, gom góp từng đồng để nàng về thăm gia đình và xây nhà cho mẹ nàng, nở mặt nở mày với hàng xóm. Lòng Bác chợt nhói lên một niềm đau, hối hận, như tiếng nói của lương tri đang kéo nàng trở về con đường chính. Nhớ lại mấy năm trước, mẹ nàng thường ấm ức bình phẩm về bố con ông Cảnh và gọi là cha nào con nấy. Bác hất mạnh cánh tay Cảnh ra khỏi vai mình, đứng bật dậy và quắt mắt bảo: Dạo ấy bố anh xui anh bỏ tôi. Chắc bây giờ cũng lại chính bố anh xui anh xin tiền tôi chứ gì. Cũng may anh nói ra tôi mới biết, anh gặp tôi không phải để xin lỗi mà để xin tiền. Nàng bỏ Cảnh há mồm đứng đó, chạy nhanh ra khỏi vườn chuối, trở lại sân nhà, nhập bọn với mấy người đang gieo hò truyền gạch lên mái. Một ông thợ nề khập khiễng xách thùng nước từ nhà sau đi tới, gật đầu lễ phép chào Bác. Bác mỉm cười chào lại, mặt vẫn còn nóng bừng vì cơn giận chưa tan. Hình ảnh chồng nàng lại chợt đến, nụ cười hiền hòa nhìn nàng.